chịu đấy đi. Mày mà lên cho chị em mình. Ngại quá. Không lật view à? Có lúc tương tác với em mấy nghìn người hả? Vào đi ngồi thật đấy. Đây là phòng của thầy Khiêm đấy. Chào Phạm Xuân Lộc nha. Yến ơi lên trường chơi Yến ơi. Đây là bà Huệ. Chào Yến, Ly đang ở trên trường nhé. Lên đây chơi. Có mấy đứa 2003 đẹp trai đó. Nâng mũi á. Như thế em sẽ gọt cả khuôn mặt em đi. Bởi vì béo quá. Chẳng béo không à? Trường đâu, anh ra nha. Năm nay em mới lên, năm nay em mới học lớp 9 hả? Em học trường cuối Lâm. Không có đâu, không phải bản đâu. Đẹp đẹp đấy. Huệ sống hơi ảo Huệ nhá. Trường 18 thật mà. Không, em 2002 cơ. Nói chuyện mình đúng không? Chị em đi xuống cái trì rồi ạ. Ôi, nào chắc còn đây. Ba. Chụp ảnh. Dạ. Không ạ, không có chụp ảnh đâu. Quay trực tiếp ạ. Em không ạ, không đi chơi. Ấy là không ạ, em ở nhà, chẳng đi đâu cả. Đừng, nếu mà về có em thì xóa đi nhá. Có biết bao nhiêu đứa 202. Chào Lã Ngọc Tiến nha. Bảo rồi mà lúc nào bắt cóc thì bảo em trước để còn chuẩn bị đồ đạc chứ. Thế nào mà giật mình à? Chào anh Nhan. Ngại quá. Mình phải đi ạ. Đi đây đây chị bảo. Đi đâu? Đi mình về. Về á? Đi ra ngoài đây chị bảo. Ấy nước á?
chị ôi ở đây bẩn lắm. giống chị cá chứ. Cho mặt cái nước. Chị kiểu thích đi đú phanh. Đú chanh. Đây là chị làm cho hai. Có biết bao nhiêu người đang quay trực tiếp. Nhiều lắm. Xong thì chị sửa cho. Chị có nhiều ép ép trình nó lắm. Chị đúng không? Mua đúng không? À chị nó có cái thằng đăng miễn phí đúng không? Xong rồi chưa cập vào cái trang cái link này đúng không? Chị đi xin học từ đấy không? Không phải.